Thưa quý vị, từ xa xưa, tỏi và hành được biết đến như một loại gia vị nhưng cũng đồng thời góp phần tăng sức đề kháng, giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Ngày nay, các nhà khoa học tại nhiều quốc gia đã nghiên cứu ra phương pháp để hành và tỏi lên men tự nhiên ở nhiệt độ thích hợp nhằm tạo ra hành tỏi đen với nhiều công dụng hơn. Hành tỏi sau khi được lên men tự nhiên có thể được dùng trực tiếp hoặc chiết xuất thành dạng viên để dễ sử dụng và bảo quản. Với công dụng hỗ trợ điều trị, phòng ngừa các bệnh như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, huyết áp, đột quỵ, hành tỏi đen hoặc các chế phẩm từ hành tỏi đen đang được nhiều người tin dùng. Cuộc sống xã hội ngày càng phát triển, chế độ ăn uống và sinh hoạt thay đổi khiến không ít người mắc phải các bệnh lý như huyết áp cao, mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đột quỵ và đặc biệt là các bệnh về tim mạch cũng theo đó tăng lên nhanh chóng. Ở tuổi thanh niên và trung niên, con người luôn tích cực vận động, di chuyển, mạch máu vẫn giữ được độ đàn hồi tốt, tạo điều kiện cho các cơ quan bên trong cơ thể được nuôi dưỡng tốt tuy nhiên khi giả đi cơ thể dần ít hoạt động dẫn đến việc trì trệ tạo cơ hội cho các bệnh về tim mạch cũng như đột quỵ tăng huyết áp có cơ hội phát triển do đó nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã ra đời nhằm hỗ trợ làm giảm các vấn đề này và những sản phẩm chiết xuất từ hành tỏi đen đã trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng hiện nay nhiều nhà nghiên cứu đã nghiên cứu về tác dụng dinh dưỡng và bảo vệ sức khỏe của hành tỏi lên men và chứng minh rằng hành tỏi sau khi được lên men có chứa hàm lượng lớn các hoạt chất có lợi cho sức khỏe nắm bắt nhanh chóng được thành tựu của những nghiên cứu này công ty trách nhiệm hữu hạn healthmore đã tiến hành phát triển và cho ra đời dòng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe chiết xuất từ hành tỏi đen nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng hỗ trợ điều trị và cải thiện các bệnh lý về huyết áp, tim mạch và đột quỵ. Sản phẩm này tôi thấy là một trong những sản phẩm mà có cái ưu điểm rất là nổi trội. Một là hình thức được, hai là tạo ra một cái phối hợp giữa hành nhân và tỏi đen. Chứ không phải chỉ có một loại tỏi đen hoặc hành nhân. Thì cả hai cái nó cộng lại thì nó tạo ra cái tác động sinh học của nó tăng lên rất nhiều. Thế và cái thứ ba là mùi vị và cảm quan có thể nói rất là dễ uống, dễ chịu trong bữa ăn hoặc là xong bữa ăn người ta chỉ ăn một cái số viên nào đó thì tôi cho là rất là thuận lợi theo thôi, nếu có điều kiện thì chúng ta dùng cái này thường xuyên Đấy, ví dụ như mỗi một ngày ta dùng một, một hai lần à, thì sẽ giữ vững được sức khỏe mà thậm chí là còn làm cho cơ thể sống lâu hơn trẻ lâu hơn và ngăn ngừa được nhiều bệnh mãn tính sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên hành tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn Healthmore được chiết xuất và điều chế dưới dạng viên nén với các thành phần chính là bột tỏi đen, bột hành đen và cao hoa hòe. Sản phẩm giúp bổ sung các hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ, làm giảm gốc tự do, chậm quá trình lão hóa mạnh mẽ. Bên cạnh đó còn làm giảm nguy cơ đột quỵ, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. À, giờ, trước kia tôi bị mỡ máu rất là cao sau khi mà con gái tôi có mua tôi cái viên hành tỏi đen này và tôi sử dụng một thời gian tôi cảm thấy là cái cái cái, cái lượng mỡ máu trong trong người tôi giảm đi là rất là đáng kể tôi sau một tháng thôi đã thấy giảm đi rất là nhiều rồi tôi rất hài lòng với cái, cái sản phẩm viên hành tỏi đen này viên hành tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn healthmore được lên men và chiết xuất từ nguồn nguyên liệu chọn lọc kỹ lưỡng có nguồn gốc từ các vùng nguyên liệu đảm bảo được khảo sát kỹ về thổ nhưỡng như quảng nam nghệ an hải dương sơn la với hệ thống máy móc hiện đại, nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm bằng hệ thống máy móc hiện đại chuẩn châu Âu trong thời gian từ 45 đến 60 ngày để có thể tạo ra hành tỏi đen có hàm lượng hoạt chất đồng đều cả về số lượng và chất lượng. Có thể nói rằng, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên hành tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn Healthmore hiện đang sản xuất và cung ứng, khác biệt so với các sản phẩm tương tự hiện có trên thị trường bởi sản phẩm là sự kết tinh các hoạt chất ưu việt có nguồn gốc từ thiên nhiên, không gây hại đến sức khỏe người sử dụng. Sản phẩm viên hành tỏi đen Healthmore của công ty chúng tôi thì định hướng phát triển trong tương lai là nâng cấp sản phẩm và lên cho nó chất lượng là tốt nhất đến tay người tiêu dùng và giá thành phù hợp với người tiêu dùng, không những phục vụ cho đồng bào Việt Nam mà chúng tôi còn xuất khẩu sang nước ngoài. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên hành tỏi đen của công ty Healthmore tự hào là sản phẩm đầu tiên và duy nhất ở thời điểm hiện tại kết hợp giữa hành đen và tỏi đen được sản xuất toàn bộ tại Việt Nam, đồng thời nhận được giải bạc Hội thi ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn thế giới diễn ra tại Hàn Quốc với những lợi ích thiết thực nhằm góp phần hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ sản phẩm viên hành tỏi đen của công ty trách nhiệm hữu hạn healthmore hiện đã và đang hỗ trợ giúp cải thiện các triệu chứng liên quan đến tim mạch đột quỵ và cao huyết áp ngày ngày chăm sóc sức khỏe cho nhiều người bệnh trên toàn quốc